Vậy nên chúng ta phải coi trọng hiện tiền Bởi vì Nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của tu học Phật Pháp Đại Thừa Là tam học giới định tuệ Nhờ giới đắc định, nhờ định khai tuệ Chánh định tụ là định Giới giúp ta buông bỏ trong giới điều đầu tiên chính là bố thị bố thị chính là buông bỏ trong buông bỏ trước hết chính là ngã tiên thân tiên không nên chấp trước thân này là ta bởi vì có chấp trước thân là ta nghiệp chướng của chúng ta sẽ rất nặng Nghiệp chướng tạo từ vô thị kiếp đến này Nghiệp chướng sẽ nổ ra trên thân thể này Quý vị xem hiện tại bất luận ở trong nước hay ngoài nước Oan thân trái chủ áp thân Sự việc này rất phổ biến họ vì sao phải áp thân bởi vì quý vị quá thân quý vị chấp trước thân này là quý vị họ liền tìm đến quý vị nếu như quý vị không chấp trước thân này là quý vị họ không tìm đến quý vị nếu như quý vị đem phật a di đà để vào ở trong lòng quý vị đã trở thành phật rồi Hoàng thần trái chủ tìm đến quý vị là cầu quý vị siêu độ Cầu quý vị cứu họ Tuyệt đối không tổn hại quý vị Trong tâm có thứ gì chính là thứ đó Trong tâm có Phật chính là Phật Trong tâm có Bồ Tát chính là Bồ Tát Trong tâm có tham chính là ngạ quỷ Trong tâm có sân hận chính là địa ngục Trong tâm có ngô si chính là súc sanh trong tâm có ái đó là thiên nhân Dục giới thiên Tâm địa thanh tịnh là vô sắc giới thiên Đây là thật không phải là giả đâu Cho nên Phật Pháp nói tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Câu nói này nói hết được rồi Rất nhiều người biết biết niệm Không hiểu được ý nghĩa Ý nghĩa này quá sâu sắc Chúng ta từ sáng đến tối Ý niệm đó là Thập Pháp giới đều có Quý vị xem quý vị niệm một câu an di đà Phật là Pháp giới Phật Niệm quan âm Bồ Tát là Pháp giới quan âm Bồ Tát Một lát sau lại khởi tâm tham là Pháp giới ngạ quỷ Từ sáng đến tối không biết trong thập pháp giới Quay biết bao nhiêu dòng rồi Cuối cùng sau khi sanh mạng này kết thúc Đi đến quái nào Phải xem quý vị niệm cuối cùng đó là niệm gì Thì họ đi đến cõi đó Chúng ta biết được sự việc này lợi hại Sự việc này là đại sự Chúng ta nên làm thế nào để học tập đem những pháp giới khác đều để sang một bên không nên để tâm đến nó nữa chỉ chú trọng ở a di đà phật tôi chọn phật pháp giới hay là chọn a di đà phật sự lựa chọn này là tuyệt đối chính xác sự chọn lựa này nhất định là trí tuệ nhất định thành tựu